Đồ Cầu Quang Thanh xin kính chào cô chú bác anh chị em. Hôm nay ngày 20 tháng 8, em lại tiếp tục lên một video 470. Video này là một lô máy bài nhặt các bác nha. Đây, thì lô này size cũng khá lớn, từ 3.000 đổ lên ha. 2.000 rưỡi thì có 2-3 con thôi, còn 3.000 đổ lên đến tới 8.000 ha, 7-8.000 nha. Đó thì lô này em cũng bao ship cho các bác luôn. Các bác được kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Các bác nào mua máy nào thì cho em cái mã số máy nha. Mã số máy của em là em từ 25 đến 47 các bác nha. 25 đến 47 rồi các bác cho em cái mã số máy với lại là cái video bao nhiêu các bác nha. Đó để em tìm máy cho nó dễ. Rồi, để em lên cái máy đầu tiên các bác lựa chọn ủng hộ em nha. Cái mã đầu tiên là mã 25 các bác nha. Đây. Mã 25 là một con SS3000 Titanox. Con này là hiệu Shimano của thằng Korea. Máy này máy Korea SS3000. Radio của nó là 1.4.3, cước 3 và 270, cước 4 và 200, cước 5 và 150, cước 6 và 120. 125. Đấy, hiệu Shimano, toàn thân carbon các bác nha, tay quay kim loại. Máy hoạt động rất ok, rất mượt mà, tay quay đổi hai bên luôn. Gạt cước sóng, mobin, gạt cước tốt, mobin sóng, lưỡi gà còn ok luôn. Ben nó còn kêu ok luôn các bác, đấy, ngoài hình tổng thể của nó đây. Đó, size thực con này có tầm 5.000 các bác nha. SS3000 là cái model của nó, còn size thực của nó là 5.000. Đấy. Đây là chặn này, hai chiều này. Hai chiều, một chiều. Rồi, cái M25 các bác nha, trọng lượng là 320g, giá là 250 các bác nha, 250k. Rồi tiếp tục em lên cái M26. M26 các bác, một con Dimash 4000 hiệu Suzumi. Con này của thằng Korea luôn các bác nha. Radio của nó là 1.5.7. Cước 3 và 108, cước 4 và 150, cước 5 và 100. Đó, con này size thực của nó cũng là gần 5.000 các bác nha, gần 5.000, 108. Con này gần 5.000, 4.500 các bác nha. Tay quay này. Tay quay đôi các bác này, tay quay đôi nha. Máy đổi hai bên luôn. Gạt cước hoạt động tốt nè. Mô bên sóng này, lưỡi gà còn kêu này. Máy rất hoạt động rất mượt mà các bác nha. Tay quay và cối kim loại toàn thân carbon nha. Đây. Ngoài hình tổng thể con máy này các bác, máy khá đẹp nha. Con này của thằng Korea của Hàn Quốc các bác nha. Đây. Rồi M26 360g, giá là 250 luôn. Rất mượt mà các bác, cối kim loại. Rồi tiếp tục em lên cái M27 các bác nha. M27 một con GS3000 Long Cat, con này của thằng Korea luôn. Đây các bác, cước 5 vào 200, cước 6 vào 160, cước 7 vào 140. Con này hiệu Daiwa, toàn thân carbon. Máy hoạt động rất mượt mà, tay quay đổi. Gạt cước hoạt động tốt, mô bên sóng, lưỡi gà còn ok. Đây là hai chiều. Máy bãi thì nhiều lúc có con thì nó mượt, có con thì nó, đây là chặn cước một chiều. Có con thì nó cũng hơi khô dầu các bác về thì mở ra cho thêm tí dầu ha. Ở đây nó có hai bát marin, hai bát đạn các bác nha. Con này size thực
của nó là 7 đến 8 ngàn các bác nhé. 8 ngàn cực xấu à. Cực xấu vào 230. Rồi con này 8 ngàn, xác thực con này 8 ngàn nha. Hơn 8 ngàn một xíu. Made in Korea, xuất Nhật. Toàn thân carbon tay quay kim loại M27 các bác. M27 trọng lượng của nó là 540g, giá là 300k. Rồi tiếp tục em lên cái M28 các bác nha. Rồi 28 một con máy 2000. Đấy. Carbon Sport GS 2000 hiệu Daiwa. Con này của thằng Taiwan các bác nhé, Taiwan này. Hiệu Daiwa Made in Taiwan của thằng Đài Loan xuất Nhật các bác nhé. Đấy. Gạt cước hoạt động tốt này. Mô bên sóng lưỡi gà còn kêu luôn này. Bên nó còn ok luôn. Một chiều nha các bác nha, đây một chiều. Bật qua này hai chiều ha. Hai chiều ha. Máy rất mượt mà các bác nha. Đấy. Ngoài hình tổng thể của nó đây các bác. Cước 3 vào 208. Cước 4 vào 200 và cước 5 vào 150 các bác nha. Đây. Có con thì nó để cây radio mà có con thì nó không để ở trên thân máy bác nha. À, thì các bác cứ về quay một vòng cước này khoảng bao nhiêu là biết này. Đó, là bao nhiêu là biết radio của nó các bác nha. Rồi, M28 trọng lượng 400g, giá 250. Tất cả ở đây máy đều đổi được hai bên các bác nha. Rồi, M29. M29 một con máy carbon spinter hiệu Daiwa 2000B. Đấy. 2000B là của thằng cái mạc của nó thôi các bác nha. Con này là con của thằng Taiwan luôn các bác nha, của Đài Loan nha. Toàn thân carbon tay quay kim loại thôi các bác. Máy hoạt động cũng rất là mượt nha. Chỉ có khô dầu tí rồi các bác về cho thêm tí dầu ha. Đấy các bạn. Gà cước hoạt động tốt này, mau bên sóng lưỡi gà còn kêu luôn ha. Đấy. Ở trên này nó để cước 5 là vào 250, cước 6 là vào 200 và cước 7 là vào 170 các bác nha. Đấy. Hiện đây qua này. Rồi, xác thực con này cũng tầm 5 ngàn các bác nha, 5 ngàn nha. Toàn thân carbon nha, tay quay kim loại thôi, của thằng Đài Loan xuất Nhật các bác nha. Đây. M29 này, trọng lượng của nó là 400g, giá là 250 các bác nha. 250. Rồi tiếp tục em lên cái M30. M30 một con FX4. Let's go. Con này thì toàn thân carbon. À xin lỗi các bác, toàn thân kim loại chứ. Toàn thân kim loại, nó là hiệu Olympic của máy Nhật luôn các bác nha. Thì máy nó có củ theo thời gian các bác này. Đây. Các bác nào mua về thì chà rửa lại tí cho đẹp các bác nha. Đây. Thì em cũng mới rửa sơ qua cái đây ha. Chứ còn máy hoạt động rất là ok nha, rất mượt nha. Máy rất mượt mà luôn các bác nha. Dòng tải này rất là khỏe nha. Đấy. Cái cối thì có muối ăn nhẹ các bác nha, muối ăn nhẹ. Dòng máy này rất là mượt, tay quay đổi luôn. Vặn cái này thì nó úp cái này xuống các bác nha. Đấy. Rồi con này xác thực cũng tầm 4.000 các bác nha, 4.000 nha. M30, trọng lượng là 440g, giá là 350. M31. M31 một con ST1000P. 1000P là cái model của nó các bác nha. Hiệu Daiwa. Made in Japan.
Nhật. Cước 3 vào 200, cước 3 vào 320, cước 4 vào 220, cước 5 vào 170, cước 6 vào 140 các bác nha. Rồi. Rồi size thực con này là 4.000. Size thực con này tầm 4.000 các bác nha. Mô bin sóng lưỡi gà còn ok. Gạt cước hoạt động tốt. Tay quay đổi luôn các bác nha. Màn hình tổng thể con máy đây khá đẹp nha, tẩy sức nhẹ theo thời gian ha. Đây chặn cước đây, ok. Qua này hai chiều ha, máy rất mượt các bác nha. Đấy, M31 này, trọng lượng là 380 gram, giá con này là 300k. Rồi tiếp tục em lên M32. M32 một con Alex ST1000 hiệu Shimano của thằng Malaysia. Đấy, cối và tay quay kim loại toàn thân carbon ha. Cước 1.5 thì vào 130, cước 2 thì vào 100 và cước 3 vào là 65. 65 thì nó tầm rơi vào là size 1.500 các bác nha. Đấy. Mò bên sóng này, lưỡi gà còn kêu này, gạt cước ok này ha. Đấy. Tay quay đổi này, ngoài hình tổng thể của máy này, Alex ST1000 đây các bác. Và lại con máy này dùng cho các bác đi đánh lùa nha, đánh lùa thì hết bài luôn, máy rất nhẹ nhàng luôn các bác nhé. Tay quay đổi luôn các bác được ứng tay trái tay phải gì cũng được nha. Đấy. Chặn cước nó đây. Bật qua bên này thì quay hai chiều ha. Đấy. M32 các bác nha, trọng lượng là 280 gram, con này giá là 450k. Rồi tiếp tục em lên cái M là 33. M33 một con Anox 4000 hiệu Shimano, con này của thằng Malaysia. Đây các bác, hiệu Shimano, con máy ngoại hình tổng thể nó các bác quá đẹp luôn. Đấy, con này đẹp các bác nhé. Tẩy trước nhẹ theo thời gian ha. Đấy. Cái nước sơn nước da của nó thì ở cái phần này còn ok. Đấy, còn cái cối của nó thì có tẩy trước nhẹ theo thời gian một xíu các bác nhé. Cối của nó ok luôn, còn sáng đẹp luôn các bác đây. Nói tóm lại con này còn ok, còn đẹp các bác nhé. Máy rất là êm. Máy có thắng ABS luôn các bác nhé. Cước 3 vào 200, cước 4 vào 150, cước 5 vào 110 ha. Thì sai thật con này cũng là 4.000 luôn. Sai vật thực 4.000 luôn các bác nhé. Còn máy rất đẹp luôn, thắng ABS này. Máy rất mượt mà này. Này quay hai chiều này. Rồi, M33, trọng lượng 340 gram, con này giá là 600k các bác nha, 600k nha. Rất mượt. Đây, về đánh con này lưu rê cũng được, lưu rê cũng ok. Rồi, các bác về đánh đánh xe là thoải mái luôn ha. Rồi, tiếp tục em lên cái M34 các bác nha. M34 một con MG4000 hiệu Daiwa. Đây. Con này là toàn thân carbon, made in Japan. Đây các bác. Cước 3 vào 208, cước 4 vào 200 và cước 5 vào 150 các bác nha. Đấy. 3.000, 6.000. Sai thực con này là 6.000 các bác nha. Sai thực con này là 6.000. Ở cái này có con cái chặn cước các bác nha. Các bác muốn cước mà ít lại thì các bác để vậy mà xài. Không thì các bác muốn cước nhiều thì các bác cứ mở cái này ra. Đấy. Cái này có chặn cước nha. Này.
Đấy, cối còn còn đẹp các bác nha, còn sáng nha. Đây dùng dòng máy này các bác thì đánh bạo lực là ok luôn nha. Đấy, muốn cước nhỏ lại thì các bác thì bỏ cái này vào nha. Đấy, nó về sau thì em cũng để vậy các bác nha hả. Đấy, cái này là cái chặn cước ha. Đó. Đấy. Kẹp này. Thì lùng mà các bác đóng xài để kẹp lại. Xài lại đưa ra. Tay phải đổi luôn các bác nha. Đấy. Còn máy là toàn thân kim loại nha. Máy rất chất. Máy cực kỳ chất luôn các bác nha. Quay rất mượt mà luôn ha. Đấy, mò bên sông lưỡi gà còn ok. Gà cước hoạt động tốt ha. Đó, size thực con máy này tầm 6.000 các bác nha, 6.000 nha. M34 trọng lượng là 520 gram. Giá con này là 650 các bác nha. 650k. Đấy. Rồi, tiếp tục em lên cái M35. M35 các bác nha. Đây con máy gì đây? Ở đây có hai cái mạc mà nó bay mất tiêu rồi. Matic. Đây có hai cái mà con này là của thằng Matt in Japan luôn các bác nha. Ở đây có hai cái tem nó bay mất tiêu rồi. Đấy, tem mà màu vàng hiệu Ryobi ha. Đấy. Cước 2 vào 170, cước 3 vào 120 ha, cước 4 vào 90 m nha. Đấy. Con này thì chắc sai không tới 1.000 các bác nha. Không tới 1.000, tầm 5-700 gì đó ha. Gạt cước hoạt động tốt nha, mo bên sóng này, lưỡi gà còn ok luôn các bác nha. Đấy. Ngoài hình tổng thể nha các bác, đấy, ở đây có cái tem và bên này có cái tem nhưng mà lúc vận chuyển về tới Việt Nam là nó bay mất tiêu. Máy hoạt động rất là mượt mà các bác nha, tay quay đổi luôn. Đấy. M35, trọng lượng 240g, giá là 230k được miễn ship các bác nha. Rồi, tiếp tục em lên cái M36 các bác nha. M36 một con Ubimax 2000RD. Đấy. Ubimax 2000RB các bác nha. Đấy. RD. Đấy máy là máy đôi chuột nha. Con máy đôi chuột này. Nhỏ xinh rất đẹp này, tay nắm bằng gỗ này. Đấy, tay nắm bằng gỗ rất đẹp này. Cối và tay quay kim loại này, toàn thân carbon ha. Gạt cước ok ha. Mò bình sóng nha. Đấy, mò bình sóng này. Lưỡi gà còn ok luôn. Đấy. Đôi chuột thì các bác là xài biết rồi. Đấy, màu pin cái này nó xài bằng màu pin vặn cái này cứng lại là cái này là tải cái lên ha. Còn muốn màu pin sống thì các bác cứ vặn cái này ra ha. Vặn ra thì các bác nhả cước nha. Ok. Đây gạt đây, gạt tay đây. Đó. Mắt in Japan luôn các bác nha. Máy hoạt động rất mượt mà, tao quay đổi luôn. Đấy. Rồi M36 trọng lượng 300g. Này, giá là 250 luôn các bác nhé, 250k. Rồi tiếp tục em lên cái M37 các bác nhé. 37 một con G40 Golden Cup. Đấy, ở đây nó có hai bát là 232 bát đạn này. Này có cái mặt và huy chương của nó luôn. Đấy. Thì ở đây thông số và cái nớ thì ở trên này thì không để các bác nha. Hiệu này dán hiệu Olympic nha. À đúng rồi, hiệu Olympic các bác nha. Thì nó để cái mặt này này, có con cá này. Hiệu Olympic nha. Ben của nó là ok luôn các bác nha. Các bác nào mà khoái cái ben kêu thế này thì cứ mua con máy này về chơi cho nó sướng nha. Đó, khi quay vào là ben nó còn tuyệt vời luôn. Con này xác thực của nó tầm 6.000 các bác nha. 6.000 nha. Ừ. Gạt cước thì ok ha. Mò bên sóng này. Lưỡi gà còn ok luôn ha. Đấy. Tay quay đổi các bác luôn. Dòng này thì nó vặn cái này. Vặn cái này thì kẹp cái này xuống các bác nha. Rồi thu cá lại, thu máy lại lúc đi về. Còn xài thì các bác cứ vặn cái này ra ha. Đó. Nhiều cái đẩy vào đẩy ra rồi nhiều cái vặn nha. Vặn cứng lại đấy, ok luôn. Máy rất ok các bác nhé.
Rồi, cây mờ này M37 trọng lượng là 500 g, giá là 450. Tiếp tục em lên cây M38 các bác. M38 một con Supercat 1000, S1000 hiệu Suzumi. Con này của thằng Korea các bác nha. Made in Korea ha. Cối và tay quay kim loại toàn thân carbon nha. Đấy, cối nó đây. Mô bên sóng này. Gạt cước thì hoạt động tốt nha. Đấy, tay nắm nó bằng gỗ luôn. Thì radio của nó là 1.5.4 nha. Đấy, con máy nào để radio thì em đọc nha. Cước 1.5 thì vào 1.6, cước 2 vào 1.3, cước 3 vào 1.80 các bác nha. Cước 3 vào 80. Đấy, con này chưa tới 1.000 các bác nhé. Con này là cỡ tầm 800 nhé. Size cũng là tầm 800 ha. M38 trọng lượng là 200 g, giá thì 200k các bác nhé. 200k. M39 nha các bác. M39 một con máy No 2 Himika Auto hiệu Olympic. Con máy Made in Japan. Dòng máy cũng ok luôn các bác nhé. Mò bên sóng này. Lưỡi gà kêu nhẹ nha. Đấy. Gạt cước thì ok luôn nha. Đó. Muốn mò bên sóng nhiều thì mở ra thì nó sóng nhiều. Vặn cứng lại rồi mình tải cá lên ha. Đấy. Con này thì toàn thân kim loại các bác nha. Đấy. Vặn như này. Vặn cái này một cái, vặn nhẹ thì mình úp lại nha. Còn đưa ra là nó từ ra luôn cho mình ha. Đó, máy 2 chiều các bác đó. Quay qua đây một chiều nha, một chiều. Đó, con này xác thực con này thì cũng tầm 2.000 các bác nha, 2.000 nha. 2.000 cước 3 vào 125. Hơn 2.000 cước 4. Cước 4 vào 75 và cước 5 vào 60 ha. Đấy, cước 3 vào 125. Nhưng dòng này đa số người ta xài cước 3 không các bác nhé. 125m thì các bác vứt đầu hết. Vứt xa lắm thì cũng tầm 7-80 ha. Đấy. Đây có hai chế độ kêu à. Có hai chế độ kêu khác nhau các bác nha. M39 trọng lượng là 340g. Con này giá là 300k. Rồi tiếp tục em lên cái M40 các bác nhé. M40 một con Custom. Một con Custom 360. Đấy. Đây các bác. Toàn thân là toàn thân kim loại các bác nhé. Toàn thân kim loại, dòng máy là ô rất là ok nhé. Máy toàn thân kim loại là máy hoạt động rất ok luôn, máy này máy rất khỏe nha. Đây cước 3 vào 508, cước 4 vào 400, cước 5 vào 320, cước 6 vào 260, cước 7 vào 210. Đây các bác. Radio của nó là 1.4.8 nha. Đấy, một vòng của nó là gần 5 vòng cước nha. Đấy, một vòng của nó là gần 5 vòng cước nha. Hiệu Daiwa, Made in Taiwan, Made in Japan. Đấy, gà cước hoạt động tốt nha. Màu bên sóng này, lưỡi gà còn kêu ha. Đấy. Ở trong này thì có muối ăn nhẹ theo thời gian các bác nha. Ăn một lớp mỏng ở ngoài thôi chứ không ảnh hưởng gì các bác nha. Về lấy gì cạo sơ qua cái được thôi. Đó, do thời gian nó 5 tháng cho nên là nó có ăn một chút ít nha. Về các bác chỉnh sửa nhẹ qua cái nha. Dòng máy rất là khỏe nha. Đó, con này xác thực nó cũng tầm 6.000 các bác nha. 6.000 các bác. Đó, vặn cái này lại, vặn cứng cái này lại các bác nha. Đây. Máy rất hoạt động rất mượt mà luôn. Tay quay đổi luôn các bác nha. Chặn cước nó đây. Đấy. Hai chiều này. Máy quá êm luôn các bác nha. Hai chiều ha. Bác nào muốn kỹ thêm thì về cho thêm tí dầu mỡ vào nữa thì quá tuyệt vời luôn ha. Đấy. Rồi M40 là trọng lượng là 440g, giá là 500k. Rồi tiếp tục em lên cái M41 các bác nha.
41 một con Spot. Spot No 1 hiệu Daiwa. Đấy. Mặt in cái này là nội địa Nhật, nó không để mặt in ở trên này, nhưng mà dòng là dòng nội địa Nhật các bác nhé. Ở đây thì nó để hai bật đạn các bác nhé, hai bật đạn, hai bếp ba bình. Cước 3 vào 280, cước 4 vào 200, cước 5 vào 150 các bác nha. Rồi size con này 6.000 luôn. Size thực nó 6.000 luôn các bác nha. Đấy. Gạt cước hoạt động tốt này. Mò bên sóng này, lưỡi gà còn kêu này ha. Đấy. Lưỡi gà còn ok luôn. Đấy. Ở đây cũng có vậy, ở đây thì hàng lâu năm thì nó cũng có một tí các bác nha, một tí muối ăn nhẹ nha. Không ảnh hưởng nha. Chỉ có một lớp mỏng ở ngoài thôi, nhưng mà em cũng có trà sơ rồi, giờ nó để lại cái vết sẹo của nó thôi các bác nhé, chứ không phải ăn sâu đâu nhé. Cái này cũng vậy, cái này các bác cứ vặn cái này vào thì đưa này vào à. Còn xài mình cứ vặn ra nhé, mình vào đưa cái này vào đấy, xài mình cứ vặn ra. Đó, nó bị kẹt rồi, đó là rồi em à được rồi. À ok. Chặn trước ok luôn ha. Rồi M40, M41 nhé, trọng lượng là 620 g, giá là 500k. À, tiếp tục em lên cái M42. Rồi M42 cũng là một con Sprinter ST1000 DX hiệu Daiwa. Con này mắt in Japan luôn, toàn thân kim loại luôn các bác nhé, tay quay đổi luôn. Đây, gạt cước hoạt động tốt này, mô bên sóng này, lưỡi gà còn ok, tay quay đổi các bác nhé. Đây. Cước 3 vào 330, cước 4 vào 230 và cước 5 vào 180, cước 6 vào 150 các bác nhé. Đây. Đấy. Sai thực con này tầm 5.000 các bác nhé, 5.000 nha, 5.000 ha. Tay quay đổi cho các bác luôn nha. Đấy. Rồi M42, M42 trọng lượng 400 g, giá 400k. Rồi tiếp tục em lên M43 nha. Rồi M43 một con Kinox SS 3.500 Yumite hiệu Ryobi. Con này của mắt in Japan luôn. Đấy. Toàn thân kim, toàn thân carbon luôn các bác nha, chỉ có tay quay kim loại. Đây, ngoại hình tổng thể nó đây các bác. Ở đây có tẩy sức nhẹ theo thời gian. Đây. Gạt cước thì ok luôn ha, mò bên sóng này, lưỡi gà còn ok luôn, tay quay đổi ha. Đấy. Máy rất mượt mà, rất êm đó các bác nha. Đấy. Chèn cước này, một chiều nha. Hai chiều này, máy rất êm, con này rất êm luôn các bác này, êm lắm. Thông số nó nhưng mà nó hơi mờ theo thời gian các bác nha. Cước 5 vào 200, cước 6 vào 150. Đấy. Nhưng mà tính theo cước con này là sai 6.000 các bác nha. 6.000 nha, cước 6 vào 100, cước 6 vào 150m là sai 6.000 nha. Này. M43, M43 thì là trọng lượng của nó là 420 g, giá là 400k. Rồi tiếp tục em lên cây M44 các bác nha. M44 cũng là một con Daiwa Sprinter ST950DX made in Japan. Toàn thân cái này toàn thân cực, toàn thân kim loại luôn, toàn thân kim loại chỉ có cối là cối carbon thôi các bác. Mò bên sóng này gạt trước ok ha, lưỡi gà còn ok luôn. Tay quay đổi cho các bác luôn, tay quay đổi nha. Cái cối mà trường hợp dòng mấy cái dòng này mà cối nhựa này á, khi mà mình quay nó vẫn có cái tiếng kêu ột 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 các bác nhé. Ột ột nhưng mà dạng tùy theo máy, có máy thì kêu ột ột nhẹ, có máy thì kêu rất lớn nha.
Rồi size thực con này là tầm 4.000 các bác nhé. Đấy 4.000 này. M44 này, M44 là trọng lượng 360g, giá 350. M45. M45 một con máy Sabin ST7000RD ha. Con này là con máy đuôi chuột các bác nhé. Máy đuôi chuột nha. Máy đuôi chuột. Đấy, mô bình sóng này. Lưỡi gà còn kêu, gạt cước ok luôn. Đấy các bác này. Con này hiệu Daiwa, mắt in Japan luôn. Toàn thân carbon tay quay kim loại nha. Đấy con này xác thực của nó tầm 1.000 nha. Con này xác thực có tầm 1.000. Cước 3 vào 120m, cước 4 vào 85. Đấy xác thực nó 1.000 các bác nhé. M45 trọng lượng 220g. Con này giá là 200k. M46 các bác nhé. M46 cũng là một con Sprinter ST850 này. Hiệu Daiwa, mắt in Nhật Bản nha. Cối thì là cối carbon, toàn thân kim loại nhé. Máy hoạt động rất mượt mà các bác nhé. Rất mượt, tay quay đổi luôn. Đấy. Này 2 chiều các bác nhé. Qua này 1 chiều nha. Gạt cước đây. Ngoài hình tổng thể con máy đây, tẩy trước nhẹ theo thời gian đây các bác. Đấy. Đấy con này size thực cũng tầm 3.000, con này 3.000 các bác nhé. M46 trọng lượng 400g, giá 250. Rồi tiếp tục em lên cái M47 các bác nhé. M47 một con máy LMG3 hiệu Shimano. Con này của thằng mắt in Japan luôn. Toàn thân là toàn thân kim loại các bác nhé. Con máy này rất là chắc nha. À, rất là chất luôn con máy này. Ok luôn. Mắt in Japan luôn. Toàn thân kim loại các bác nhé. Gạt cước ok này. Màu bình sóng nha. Màu bình sóng gạt cước ok nha. Đấy. Tay nắm một đây. Nắm bằng nhựa đây. Ở trên tay nắm có chữ hiệu Shimano luôn các bác nha. Đấy. Đó là con máy ngoại hình tổng thể con máy đây các bác. Cũng khá đẹp, tẩy sức nhẹ theo thời gian nha. Đấy. LMG3 ha. Đấy. Đây thì nó để cước 8 vào 547, cước 9 vào 460, cước 11. Dòng cước này dòng cước lớn này các bác nha. Dòng cước lớn. Cước 3 vào 500, cước 4 vào 420, cước 5 vào 330. Thì size thực con này cũng tầm 4.500 đến 5.000 nhá. 4.500 đến 5.000, con máy hoạt động rất mượt mà luôn ha. Gạt cước ok, mò bình sóng ha. Tay quay đổi các bác luôn. Con máy còn mới nhìn còn ok các bác. Đây. Tẩy sức nhẹ theo thời gian nhá. Các bác nào mà không đổi được tay quay thì cứ báo em tiến khi mua báo em rồi em đổi qua tay quay cho các bác nhá. Gạt cước ok nhá. À, 2 chiều, đây là 2 chiều. Rồi M47 này trọng lượng là 540g, con này giá 500k các bác nha, 500k nha. Đấy. Thì các bác nào mà mua máy nào thì cho em cái mã số với là cái video nha. Video của em là hôm nay là video 470 nha. Còn mã số thì em làm từ 25 nha, 25 đến 47 nha. Các bác nào mua thì nhớ cho em cái video với lại là cái mã số. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi lại clip của em.